Tôi không ngờ cô lại là người như vậy đúng không? Anh chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã nói vậy là sao? Câu đó là tôi phải nói với anh thì đúng ạ. Anh là sếp nên công tâm một chút. Tình cảm ra tình cảm, công việc ra công việc. Đừng có để hai thứ trộn lẫn vào nhau, nếu không khó xử lắm đấy. Cô lo làm việc của cô đi. Cô quả thật là một cô gái bản lĩnh đó. Anh này nó móc tôi gì ấy? Có chuyện gì anh nói thẳng đi. Tôi đang khen cô chứ có nói móc gì đâu. Từ trước tới giờ không ai dám nói thằng Toàn như vậy. Mà nó chịu thua nó câm nín luôn đó. Cô là người đầu tiên đó. Chịu là. Anh nhìn tôi có vui không? Cô ta đúng là một con gái mình thích. Làm cái gì mà ngồi trầm tư vậy? Đang trong giờ làm việc đó. Không sợ thằng Toàn nó đuổi việc hả? Vậy anh nói dùm tôi đi. Với sau này anh đừng có đi theo tôi nữa. Sao mà cô khó tính vậy? Tôi có thể làm gì á để cho cô bớt khó tính không? Mới có 20 mấy tuổi đầu á, làm gì khó như là bà già 70 tuổi vậy? Anh không cần làm gì hết. Hình như anh Cường thích cô ta đúng không? Không có đâu. Chắc chỉ chọc ghẹo cho vui thôi. Chứ thằng Cường nó không thích kiểu con gái như vậy đâu. Em là phụ nữ, em có giác quan thứ 6. Em nhìn là em biết à. Chứ lại hôm bữa anh với anh Cường nói chuyện điện thoại, em nghe hết rồi. Anh cũng biết hết rồi mà đúng không? 3 năm qua em chờ đợi anh quay về, để bây giờ giận như vậy có đáng không anh? Anh sẽ làm tất cả để cho em có được hạnh phúc. Con lại ngồi đi, mẹ hỏi chuyện chút đi. Có chuyện gì mẹ nói đi. Mẹ thấy con với thằng Cường á, hôm nay á nó sao á mà ít nói chuyện nữa, bộ chuyện Vi phải không? Mẹ không biết á tụi bay nghĩ làm sao nữa. Mày thì mày thích con Vi ha, mà con Vi thì thích thằng Cường. Ta không hiểu á, hai đứa bay á ha, có chuyện gì á thì ba mặt một lời. Chứ bây giờ tụi bay cứ im im vậy á, có vui vẻ gì đâu. Vậy mà còn làm bạn, mà còn bạn thân nữa chứ. Chuyện của tụi con là tụi con giải quyết đi, không sao đâu mẹ. Rồi lẽ giờ ba đứa bay cứ vậy hoài. Rồi con cũng không muốn tìm hiểu người khác, mà không muốn lập gia đình hả con? Ủa, bữa nay cuối tuần hai người dậy sớm vậy? Ủa, đi đâu mà đẹp dữ vậy? Dạ, bí mật. Con đi trước nha. Vậy là chắc nó đi hẹn hò với con Vi rồi chứ gì.